bức cửa bên phía tay trái của mình thì được chủ rồi đây mình sẽ đi bắt đầu mình sẽ đi vào phòng khách lại lần nữa. Phòng khách đó mọi người đã thấy không, ghế chủ nhà đã vào ghế sofa rồi, ốp tường, đèn trần trang trí rất chỉ là đẹp. Bàn ăn mọi người thấy cái sàn nhà thì đã được ốp sàn gỗ vân rất đẹp. Và một điểm đặc biệt nữa, chủ nhà cũng đã lắp tất cả các tivi các phòng. Và cái tivi này thì được chủ nhà lắp với màn hình lớn khoảng 70 inch. Đây là cái phòng ngủ nhỏ đầu tiên đó, mọi người có thể lấy cái phòng ngủ đó, người ta gọi là cái phòng đầu tiên, gọi là cái phòng phòng master chứ không phải phòng ngủ nhỏ nữa, cái phòng ngoài cùng đó. Cái phòng ngủ này thì mình nhìn ra ngay ở khoảng sân vườn, được bên đơn vị quản lý và chủ đầu tư chăm sóc là có cây ngay phía bên cạnh của các phòng ngủ. Và cái cây phòng này thì được chủ nhà đã vào tivi rồi và vào thiết bị full nội thất hết, giường, tủ quần áo đó, mọi người có thể nhìn thấy tủ quần áo này. Và cái nhà vệ sinh thì được chủ đầu tư là bàn giao full thiết bị vệ sinh luôn mọi người. Thiết bị vệ sinh được bên chủ đầu tư là bàn giao full và được ốp gạch đá ở sàn và ở bên cạnh. Rất là đẹp, nhìn rất là sang. Và bên này thì vòi tắm và thiết bị vệ sinh thì được chủ đầu tư là bàn giao cho bên khách hàng của mình, thì bàn giao cho bên này là thương hiệu rất nổi tiếng từ Đức, thương hiệu Grauhaus nha mọi người. Rồi bên mình sẽ đi sang cái phòng ngủ thứ hai, cái phòng ngủ nhỏ thì nó sẽ là ở cũng nhìn ra một khoảng sân vườn ngay kế bên cạnh luôn. Và được một cái đặc biệt là ở Empire City thì tất cả các phòng ngủ thì được chủ đầu tư là bàn giao full kính từ trên xuống dưới, nhìn sẽ rất sang trọng. Và cái căn này thì sẽ có hai nhà vệ sinh, một nhà vệ sinh trong phòng master và một nhà vệ sinh là ở dùng chung giữa phòng khách và phòng ngủ nhỏ. Đây, cái căn phòng của mình thì nhìn ở phòng ngủ nhỏ hay phòng ngủ lớn? Thank you.
chăm sóc cây, luôn có người chăm sóc cây để đảm bảo là luôn có cây cối xanh tươi. Và bên cạnh này là khu tắm chung, thì khi mình bơi dưới hồ bơi lên thì mình có thể là sử dụng vòi tắm này để mình tắm trước khi mình về nhà hay đầu trước khi mình về căn hộ của mình. Và mọi người nhìn thấy trên tầng 5 này thì cây cối được chủ tư chăm sóc rất là nhiều và gió rất là mát, và mình ở đây như một khu Babylon thu nhỏ. Mình bước ra ngay khỏi căn nhà của mình sẽ là một thế giới toàn cây xanh và tiện ích ngay phía bên cạnh. Và phía ngoài được chủ đầu tư trang trí rất là đẹp. Nếu mà mọi người đi buổi tối thì mọi người có thể thấy là buổi tối thì sẽ thấy là đèn led được chủ đầu tư lắp và đã cho chạy thử. Hiện tại cây cối và hoa thì đã đi vào xong xuôi hết rồi. Rồi mọi người theo dõi video thì nhớ đăng ký, bình luận và để lại nút like để ủng hộ Mr. Phạm Thường nha mọi người. Rồi chúc mọi người luôn thành công trong công việc và cũng như đầu tư. Và mọi người đừng có quên đăng ký và nhấn nút like để ủng hộ và đồng hành cùng Mr. Phạm Thường. Rồi cảm ơn mọi người. Chào mọi người.